Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Toàn xin chào tất cả đại đình nhá. Đấy, vẫn như mọi lần cả nhà, hôm nay ngày mới rất đẹp trời. Mình lại vào trong phố huyện cả nhà. Phố huyện bây giờ nó thay đổi lắm cả nhà. Hồi xưa nó nhiều cây cối, bây giờ người ta làm vỉa hè hết rồi, chặt hết cây cối rồi. Đấy cả nhà, xe cộ này. Đấy, khách khứa xe cộ đông lắm cả nhà. Quán này nó đông, không đi sớm là hết đấy cả nhà. Đấy, toàn là tranh thủ đi sớm. Hôm nay chả có ai, nói chung là làm mấy bát tiết về, có mình với cả cô Khuyên thôi, có hai anh em đang làm bát bún nữa, mỗi người bát bún nữa. Nếu kể có các cô, các chú, các bác thì có thể mua một ít về để lai dai. Mà có hai anh em phải mua, nên toàn mua tầm 6-7 bát tiết gì đấy, mấy hai bát bún cả nhà. Bây giờ xin ông chủ cái quả cau. Mình cái gì cũng hay, cau cũng hay cả nhà. Ngon quá. Hôm buổi sáng rất đẹp trời cả nhà. Xe cộ đông lắm. Mình vừa vào bảo ông chủ cũng làm rồi. Bây giờ mình vào mình sẽ có gì mang về là còn chế biến cả nhà. Mua bún nhưng mà mình mua nhưng mà về vẫn phải chế biến chứ không làm ở sẵn mang về. Mình chỉ lấy bún mới cả lấy nước dùng thôi, thịt thiết là về mình phải đun lại chế biến. Tiết đông lắm rồi này, đông rồi, đông cứng này. Tiết này phục vụ cho khách cả nhà. Cứ đánh cái đầu là hết lên đấy. Ở trong đây là ông chủ đang đong tiết. Tiết này rồi mang về đấy cả nhà. Chào cả nhà các ông chủ ơi. Chào cả nhà nhé. Rồi. Lê Toàn nhá. Rồi ông chủ rất bận. Mồm lúc nào cũng nhai. Đây là đằng sau cả nhà, đằng sau nhà đấy. Đất vẫn còn rộng là mênh mông này. Đất trong thị trấn này đắt lắm cả nhà. còn chó gì đó. Trông một cười xù lông ấy. Đông lắm cả nhà. Bây giờ nên toàn về để chế biến hết cả nhà nhá. Ông này ông ấy có cái chậu ớt khiết thật đấy. Ớt này có cay không ông chủ ơi? Ớt nhà rồng cay lắm. Nó lại cay lắm à? Ớt nhà rồng đấy. Ớt nhà rồng ấy cả nhà. Đấy, rồng được cả ớt này. Ăn này mới ngon. Chân thật luôn. Ớt nhà rất trồng đấy. Khách đông quá, 4-5 người phục vụ cả nhà. Có cái cô em này mới với cả cái chú kia mới nhỉ. 6 người phục vụ. Nuôn tay nuôn chân. Ôi xong rồi đây toàn mang về nhá. Đây là mời mọi người thưởng thức cùng với đây toàn nhá. À miếng trầu say quá. Hôm nay để làm món tí canh bê cả nhà. Chào cả nhà các nhà nào. Chào cả nhà. Chào cả nhà nhưng mà phải đi làm rồi. Chào cả nhà nhưng mà Thu đi làm rồi cả nhà nó không ăn được. Chỉ có mỗi Lê Toàn với cả cô Khuyên thôi. Đấy. Để cô Khuyên cô ấy thể hiện bánh tiết canh cả nhà. Đang đong bội vào bát, làm 6 bát thôi. Thoải mái mà mình mua nhiều nên đánh vào 6 bát thôi. Đong vào 6 bát cả nhà, 6 bát bội. Quá tuyệt vời. Tiết thì cứ đong cứ một môi thì là thoải mái, thấy không? Dễ đánh, tiết bê, tiết bò là dễ đánh cả nhà. Cứ một môi tiết này. Hai muỗng nước. Đấy. Thế là quấy sục lên là múc ra bát thế thôi.
rất đơn giản. Quấy thoải mái này, không sợ đông trên tay đâu, không như tiết lợn. Tiết lợn nó quấy như này là vớ vẩn, nó đông trên tay luôn đấy cả nhà. Rồi múc đi, múc đi bác ạ. Đấy, cứ thế là múc thế là thoải mái. Quá tuyệt vời. Đấy, rồi. Một bát nữa. Xong đông ngay rồi nhỉ. Nhìn tiết đẹp thế. Cứ một tiết hai nước cứ thế mà nhớ. Thịt bèo đánh nhìn hồng rực như này biết là ngon rồi. Rồi quấy rồi gọi thế đổ không? Cứ đổ mạnh là được. Còn đến môi múc. Đấy, đồng đồng rồi. Cái giống này nó hợp với cả chanh với gừng. Đấy, ông chủ ông phải thái sẵn lá chanh mà. Đấy, đổ tất là xong, vừa luôn vừa xinh nha. Đẹp quá. Đẹp quá cả nhà, vừa xinh luôn. Mà còn thừa cái nước mang vào kia. Ngon lành cành đào này, vào 6 bát cả nhà. Buổi sáng rồi nè. Thế thôi, 6 bát tiết, 2 bát bún. Đấy, lúc mà mình ăn là mình cái này là nước dùng cả nhà. Đấy, bà chủ bà đong vào đây rồi và tôi bóng sẵn cho mình. Về thì đun cho nó nóng lên rồi tí cho thả thịt vào. Đấy, xong rồi múc ra bát là bún là chiến đấu thôi. Cô giác nạc đi. Lấy cái cương nhỉ, cô khuyên đánh lấy cái cương. Đấy, nạc luôn. Quá đông rồi, có chuẩn luôn. Cái canh bê đấy, ngon nha. Cái canh bê này, bún phở bò. Đấy. Ngon tuyệt vời mặt trời. Đấy, lấy cái cương. Thôi, mỗi người một bát thế này chén thôi. Thế mà chén rồi, đấy chanh. Đồng cứng luôn rồi nhỉ. Chanh mà. Tuyệt vời, úi giời ơi. Úc bát nha. Úc bát nhỉ. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Ngon đấy, ngon nhả dừa đấy, nó chanh thơm thật đấy, ngon lắm. Mọi người thưởng thức của vấn đề toán này ăn một bát là thiếu đấy, mày còn mỗi người hai bát. Mỗi người hai bát ngon quá. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Ngon nhỉ. Đông quá. Đông. Tuyệt vời. Thấu luôn cái rau ngoài này ăn. Ở ngoài ngon lắm vậy ạ. Ngồi đây ăn được không bao giờ sợ thiếu rau. Làm sao mà làm rau mà thơm. Rau đấy mới ngon. Ăn cái rau nó thơm. Quên không lấy rượu cả nhà.
bạn quên cả nước rượu. Mãi ăn quá, quên không uống rượu. Các bạn không nghiện rượu nên là. Ôi nóng rồi này, mình không uống. Còn đi đường này ạ. Công an bây giờ nó thổi nồng độ cồn nó bắt ngay. Ngon quá. Mình ăn hết một bát rồi, chưa bát nữa. Đây, chưa bát nữa, thôi này. Ngon. À, bố khuyên bát này. Được rồi. Bát này phần cho bóng. Đấy thôi. Bóng thích ăn thích canh, phần bát. Thế cái bề ăn là như cục thạch này nhỉ? Quá tuyệt. Làm hai phát là hết bát. Ngon đấy. Chú ba cho quả ớt to. Ớt cay lắm, vừa phái là cay lắm. Một cay, ớt này cay. Bà chồng và bà rứt là một thau. Con này triển khai bún rồi nhỉ. Ngon nhé. Ngon, cái này bây giờ nó mát, ăn nó ngọt, ngọt tiếp. Bò nữa nhá. Rồi, cái canh bê là bún phở bò nữa, không còn gì bằng cả nhà. Ngon, tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy. Cô bát đấy. Ngon chưa? Ngon chưa? Để đây để chấp cái này. Tôi muốn gửi một bát. À. Anh bên này nhà anh làm ngon đấy. Nhà làm cái gì cho ngon? Con tiếng ở trong thị trấn. Sáng đến có phải tầm mấy chục cái xe máy. Ở ô tô mấy chục cái, ở xe máy. Các nơi đến nhỉ? Các nơi đến. Đông. Thậm chí có cả khách Hà Nội đi qua cũng vào đấy cả nhà, vào đấy ăn. Công nhận là đấy, công nhận là thu hút khách thật. Bởi vì quán đấy nó làm ngon lắm. Rất thu hút khách. Ngon quá. Tương ớt đấy à? Mình thích ăn tương ớt nên nó phải ở quán cơ. Rồi mời gia đình nhá, ăn là bún. Tuyệt vời nha. Tuyệt vời đúng không? Bún và bò. Hello, cầm cả bát lên là tu luôn. Uống nông thôn ăn uống nó dân dã cả nhà, ăn nó phải bốc vác nó mới sướng. Bỏ tái ăn ngọt rất ngon quá.
cái hương vị của cái bún này nó khác với mọi chỗ cả nhỉ. Mỗi quán mỗi ông chủ quán ngày đó có một cái bí quyết riêng cả nhỉ. Em bảo sao ăn ngon thế như vậy cả nhỉ. Này là bữa sáng rồi, mấy chục cái nhà nhà. Nhưng tô bún này 30.000, 35.000. Tô bún này là bà chủ quán bà bán có 25.000 thôi cả nhà. 25.000 một tô. Tiết canh thì là 10.000 một bát. Đấy. Bát bé là 10.000 cả nhà. Bát to là 20.000. Ăn là rất chi là chất lượng. Nước dùng ngon thật đấy. Nước dùng ngon. Ăn này ăn hết cả nước. Ngò quá, ăn hết bát, uống hết cả nước, sợ. Ngon quá. Hết cả nước này nhỉ. Nước ngọt, đủ ngọt, ăn ngon. Ngon quá, mấy cái cành bề ngon. Hết bay hết cả nước. Nước ngọt quá. Có anh nhẫn rồi không còn thế nào. Công nhận là ngon lắm cả nhà. Hôm nay Lê Toàn chia sẻ cho đại gia đình xem đấy. Nói chung là tiết canh nòng lợn thì mình ăn thường xuyên rồi nhỉ. Nó lâu nên trên phố huyện lại mua gọi là mấy ba tiết, mấy bún về là mấy anh em ngồi ăn đấy, cho nó mới lạ để chia sẻ cho đại đình xem. Đấy, mọi người thấy hay thì cố gắng cho một like, một chia sẻ, một đăng ký đấy, để Lê Toàn có thể ra được những clip hay nhất để gửi tới mọi người. Và video mình quay có thời lượng, mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhé. Chào cả nhà nhé. Thank you mọi người rất nhiều. Video lần sau.